Hồ Tấn Tài 1m80, tài sản vô giá của Bình Định và kẻ thách thức ở đội tuyển Việt Nam. Sự trưởng thành nhanh chóng của Hồ Tấn Tài trong màu áo B, Bình Dương rồi Topen Bình Định mang tới niềm vui cho huấn luyện viên Park Hang-seo, đồng thời khiến những đàn anh thi đấu ở vị trí hậu vệ phải đội tuyển Việt Nam như Vũ Văn Thanh, Nguyễn Trọng Hoàng lo lắng. Tia sáng của bóng đá Bình Định. Giai đoạn 2014-2017 là quãng thời gian đen tối của bóng đá Bình Định. Không tìm được nguồn tài trợ vững mạnh, đội bóng đất võ buộc phải sống dựa vào ngân sách ít ỏi mà tỉnh nhà rót xuống nhằm duy trì cái tên tại giải hạng nhì. Thế nhưng, trong giai đoạn khó khăn đó, bóng đá Bình Định vẫn có thể sản sinh ra một tài năng trẻ xuất chúng và nay đã trở thành trụ cột của các đội tuyển Việt Nam, đó là Hồ Tấn Tài. So với các đồng nghiệp cùng lứa như Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, xuất phát điểm của Hồ Tấn Tài tỏ ra khá khiêm tốn. Anh bắt đầu sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp của mình tại giải hạng nhì quốc gia. Thành tích tại các giải trẻ của hậu vệ sinh năm 1997 lúc bấy giờ cũng không quá nổi bật. Tuy nhiên, mọi chuyện đã trở nên sáng sủa hơn với Hồ Tấn Tài kể từ sau vòng loại U19 quốc gia 2015. Tại chiến dịch năm đó, Bình Định của anh đã không thể giành vé dự vòng chung kết, song cá nhân anh lại bất ngờ lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên trưởng U19 Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn. Khi thầy thông báo tôi có tên trong danh sách, tôi chẳng tin. Đến khi triệu tập lên tuyển, tôi hồi hộp, lo lắng. Nhìn các bạn cùng trang lứa với mình đều trưởng thành từ những lò đào tạo có tiếng như PVS, Viettel rồi Hoàng Anh Gia Lai. Còn tôi, chỉ là người tỉnh lẻ, Hồ Tấn Tài bồi hồi nhớ lại trong một lần chia sẻ với truyền thông trong nước. Sự nghiệp của Hồ Tấn Tài kể từ đó cũng đã bắt đầu thăng tiến. Là mẫu hậu vệ ưa thích của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Với thể hình tốt và khả năng săn bàn nhạy bén, Hồ Tấn Tài đã chiếm ngay niềm tin của ông thầy người Khánh Hòa. Hồ Tấn Tài đã không bỏ lỡ bất kỳ một trận nào trong màu áo đội tuyển U19 Việt Nam giai đoạn 2016-2017. Chiến tích giành vé dự U20 World Cup 2017 cũng mang rõ dấu ấn của hậu vệ sinh năm 1997. Được thi đấu ở U20 World Cup có thể nói là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Bây giờ tôi vẫn còn chưa quên được cảm giác hạnh phúc và sung sướng ấy. Từ giải hạng nhì, Hồ Tấn Tài đã tự vươn mình chạm đến giấc mơ World Cup. Và chắc chắn, cá nhân hậu vệ cánh phải này cũng không nghĩ mọi thứ sẽ xảy đến với anh nhanh đến như vậy. Bước tiến dài ở V-League. Từng trải qua những ngày tháng cơ cực, vật lộn tại giải hạng nhì cùng Bình Định, Hồ Tấn Tài thừa nhận chỉ dám ao ước về một ngày được chơi bóng tại V-League. Tuy nhiên, màn thể hiện ấn tượng trong màu áo các đội trẻ Việt Nam đã giúp anh tiến một bước dài trên sự nghiệp. Từ một cầu thủ tại giải hạng nhì, Hồ Tấn Tài bất ngờ được gọi lên đội tuyển Việt Nam tại vòng loại ASEAN Cup 2019 diễn ra vào tháng 3 năm 2018. Anh được đăng ký trong trận đấu thuộc lượt trận cuối gặp Jordan. Dù không được sử dụng, song đây vẫn là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Hồ Tấn Tài. Từ khi quyết định theo nghiệp bóng đá thì giấc mơ của tôi là một ngày sẽ được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Bây giờ điều ấy đã trở thành hiện thực, tôi tin bố mẹ sẽ rất hạnh phúc khi biết được điều này. Lúc đó, Hồ Tấn Tài đã chuyển sang khoác áo B Bình Dương theo hợp đồng cho mượn kéo dài 5 năm từ Bình Định. Quá trình từ một cầu thủ trẻ phải chơi tại giải hạng nhì, đến một tuyển thủ quốc gia và giấc mơ V-League diễn ra với Hồ Tấn Tài chỉ trong vòng vài tháng. Lúc này, cơ hội đã đến với Hồ Tấn Tài, và những gì anh cần làm là nỗ lực hết mình và thi đấu thật tốt. Từ khi chọn nghề đá bóng, tôi mơ ước một ngày có thể đổi đời. Tuy nhiên, tôi còn trẻ nên cần phải cố gắng hoàn thiện bản thân. Như tôi đã nói, tôi cứ cố gắng thôi. Còn điều gì đến thì sẽ đến. Với một cầu thủ giàu nghị lực như Hồ Tấn Tài, anh không thể bỏ lỡ cơ hội thăng tiến cực tốt này. Hậu vệ sinh năm 1997 thi đấu tổng cộng 3 mùa cho B, Bình Dương và chỉ bỏ lỡ 8 trận tại V-League trong khoảng thời gian này. Là một hậu vệ, Hồ Tấn Tài đã thể hiện rất tốt vai trò phòng ngự của mình, điều đã giúp anh xây chắc vị trí nơi hành lang cánh phải của đội bóng đất thủ. Ngoài ra, với thể hình cao to và tốc độ tốt, cầu thủ gốc Bình Định cũng cho thấy sự hiệu quả của mình ở mặt trận tấn công. Tấn Tài đã ghi 6 bàn thắng tại V-League cho B Bình Dương. Từ đánh đầu đến sút xa, những pha làm bàn của Hồ Tấn Tài đã cho thấy sự toàn diện của anh,
chứng minh vì sao cầu thủ này là một trong những hậu vệ đa năng nhất mà bóng đá Việt Nam đang sở hữu. Trọng trách tuổi 23. Bình Định vừa trải qua một màn nước rút cực kỳ ấn tượng tại giải hạng nhất 2020. Họ tận dụng sự sa sút của Bà Rịa Vũng Tàu để giành tấm vé duy nhất thăng lên V-League ngay trước mặt đối thủ. Bình Định lúc bấy giờ đang sở hữu một lực lượng gắn kết, cùng với đó là sự dẫn dắt của huấn luyện viên tài năng Nguyễn Đức Thắng. Tuy nhiên, Bình Định hiểu rằng, để trụ vững tại V-League, họ cần đòi hỏi nhiều hơn thế. Hồ Tấn Tài, cầu thủ đã thành danh tại V-League trong màu áo B Bình Dương, vẫn đang thuộc biên chế Bình Định. Tất nhiên, một khi đã trở lại hạng đấu cao nhất Việt Nam, Bình Định đủ sức để thuyết phục đứa con xa xứ này trở về phục vụ đội bóng quê hương. Thế nhưng, Hồ Tấn Tài cũng sẽ không nghĩ ngày tái xuất V-League của Bình Định lại đến nhanh như vậy. Thành danh trong màu áo B Bình Dương, nhưng vì chữ tình chữ nghĩa, Hồ Tấn Tài sẵn sàng trở về gắn bó đội bóng quê hương. Đội bóng đất võ biết rằng, họ đang có trong tay tài năng lớn nhất mà bóng đá tỉnh nhà từng ươm mầm và phát triển cách đây hơn 7 năm. Giải giao hữu Bình Dương diễn ra hồi đầu năm nay đã đánh dấu màn tái xuất của Hồ Tấn Tài trong màu áo Bình Định. Anh đã cùng đội bóng của mình lên ngôi vô địch, vượt mặt hai đội bóng trong top 3 V-League 2020 là Sài Gòn và Hà Nội. Cá nhân Hồ Tấn Tài cũng đã chơi rất hay, đồng thời bỏ túi cho mình một bàn thắng. Với chức vô địch này, Bình Định đã gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các đội thủ ngay trước thềm V-League 2021. Họ sẵn sàng làm ngựa ô của giải, không ngại bất kỳ đội bóng nào dù họ đang là tân binh của giải đấu. Nếu nhìn cách Bình Định tung trận ở hai vòng đấu vừa qua của V-League 2021, họ hoàn toàn xứng đáng được gọi là hiện tượng của giải. Đội bóng đất võ đã hòa trên sân của Sông Lam Nghệ An ở ngày mở màn, trong trận đấu mà bàn thua họ đón nhận đến từ một pha đá 11m. Tiếp đó, Bình Định đánh bại đội bóng giành hạng 3 năm ngoái, Sài Gòn Fan Club. Đáng nói hơn, trận đấu này chính là show diễn riêng của Hồ Tấn Tài. Anh là người ghi bàn thắng duy nhất, với một pha đánh đầu hiểm hóc mang đúng thương hiệu của cầu thủ này. Hồ Tấn Tài đã chơi rất hay trong hai trận chính thức đầu tiên cùng Bình Định ở mùa giải năm nay. Sự xuất hiện của anh đã giúp Bình Định trở nên đáng sợ hơn trong mắt các đối thủ. Là tuyển thủ quốc gia, với danh tiếng từ lâu đã khẳng định tại sân chơi trong nước lẫn quốc tế, có thể nói Hồ Tấn Tài là một món hời của Bình Định trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Vẫn còn quá sớm để nói trước điều gì, nhưng trước mắt, tại đội bóng từng làm bệ phóng cho niềm đam mê bóng đá của mình, Tấn Tài được đòi hỏi phải làm nhiều hơn thế nữa. Sự trưởng thành nhanh chóng của Hồ Tuấn Tài mang tới niềm vui cho huấn luyện viên Park Hang-seo, khi ông sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn chất lượng cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng lại là nỗi lo đối với những đàn anh như Nguyễn Trọng Hoàng, Vũ Văn Thanh. Họ hoàn toàn có thể đánh mất vị trí ở đội tuyển quốc gia vào tay người đàn em cao 1m80 này. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.